một chương trình đặc sắc, điểm nhấn của lễ khai mạc năm du lịch quốc gia kết hợp với lễ hội Hoa Lư năm 2021, chương trình nghệ thuật Hoa Lư ngàn năm vang mãi. Với ba chương: Hoa Lư thủa ấy, Nước non ngàn dặm, Việt Nam I love you. Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa độc đáo của đất nước con người Việt Nam, cũng như vùng đất cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử. Chương trình được dàn dựng công phu, phong cách thể hiện mới lạ, sân khấu hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại, ứng dụng công nghệ trình diễn 3D mapping cùng những kỹ xảo hình ảnh độc đáo. Với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ diễn viên của trung ương và địa phương, các ca sĩ nổi tiếng Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hoàng Hồng Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Mai Lê, Phương Hoa, Quang Anh, Thanh Pháp, Y Chen Ye. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021, 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư. Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và NTV.